Hello Beauties, chào mừng đến với Beauty Lover, kênh phân phối và review mỹ phẩm chính hãng dựa trên việc phân tích thành phần và trải nghiệm thực tế của người dùng. Dung đã trở lại với một video phân biệt thật giả nữa đây, và nhân vật chính của ngày hôm nay chính là sữa rửa mặt Simple. Hãy xem đến hết video để biết được những thông tin hữu ích ha. Và dành cho những bạn mới đến kênh của Beauty Lover thì chúng mình sẽ ra video mới vào mỗi chủ nhật hàng tuần, hỗ trợ các bạn phân biệt mỹ phẩm thật giả nè, review thành phần của các sản phẩm nova trên thị trường. Còn chần chờ gì mà không bấm đăng ký kênh và vào video thôi. Khi lượn một vòng các sàn thương mại điện tử này, Facebook hay là Google á, Dung mới phát hiện ra là hàng giả hiện nay họ chỉ sản xuất theo một bao bì cũ thôi. Thì sản phẩm có thể là một bao bì mới đó, nhưng mà khi giao cho mình á, thì lại là một bao bì cũ. Phần review đọc á, thì lúc thì mẫu mới, lúc thì mẫu cũ, không biết được nào mà lần luôn. Vậy nên nếu các bạn có mua được sữa mặt Simple mẫu bao bì mới, giá chỉ 20-30k thì hãy chia sẻ link trong phần bình luận để Dung vào so sánh thật giả liền nha. Tuy làm theo mẫu bao bì cũ nhưng các chi tiết vẫn rất là tinh vi, từ logo đến thông tin sản phẩm đều được in nổi, đậm màu và sắc nét. Quét mã vạch vẫn dẫn ra thông tin sản phẩm nha. Vậy nên các bạn hãy thật là cẩn thận khi mua sữa rửa mặt Simple online và shop đó giao cho bạn mẫu chai cũ. Vì ngoài các đặc điểm mà Dung kể trên thì tính đến hiện tại hãng chỉ sản xuất mẫu bao bì mới thôi, không còn mẫu bao bì cũ từ lâu lắm rồi. Vậy biết phải so sánh như thế nào khi mua phải sữa rửa mặt Simple mẫu cũ đây? Đừng lo nha, còn có những đặc điểm của sữa rửa mặt vẫn không thay đổi qua các phiên bản mà các bên làm hàng giả thường bỏ qua điều này đó. Đầu tiên là nắp chai, phần mở nắp chai hàng thật luôn xoay ra đằng trước nằm giữa thân chai, còn hàng giả thì xoay lung tung hết cả, hệt như mình từng nói trong video so sánh sữa rửa mặt Cost thật giả vậy ấy. Đặc biệt ở hàng thật mẫu mới, phần nắp không thể nào vặn ra, hàng giả thì nắp vặn ra được và có seal bên trong, nhưng trời ơi coi cái seal kìa, seal gì mà như không seal vậy trời. Thứ hai là thân chai, sữa rửa mặt Simple thật sẽ luôn có độ hõm dọc theo giữa thân chai, độ hõm sẽ giảm đi nhiều khi bạn mở ra để sử dụng. Còn chai giả sẽ luôn phồng căng lên dù bạn đã mở nắp hay chưa, hệt như chai sữa rửa mặt Cost giả vậy ấy. Và cuối cùng là về mùi và chất của sữa rửa mặt Simple, phần này rất là quan trọng đó. Trên đây Dung là sữa rửa mặt Simple hàng thật và sữa rửa mặt Simple hàng giả. Giờ Dung sẽ đổ chất lên hai tay để ngửi và so sánh xem nó khác biệt như thế nào nha. Rồi đổ hàng thật ra trước. Rồi đổ hàng giả. Đây hàng thật này, cái này hàng giả nè. Mùi của cái hàng thật đó nó sẽ hơi khó ngửi hơn so với mùi của hàng giả, nên là mình sẽ dễ bị nhầm lẫn. Còn mùi của cái hàng giả thì nó hơi giống, cái này hơi tế nhị chút, là nó hơi giống mùi dung dịch vệ sinh phụ nữ giả hương vậy đó mọi người. Chất hàng thật có nhiều độ ẩm nên khi đổ lên giấy sẽ có tốc độ lan và thấm nhanh hơn. Chất hàng thật còn có bọt li ti nữa này. Và khi dùng tay ta sẽ cảm nhận được ngay hàng giả có độ dính hơn. Điểm khác biệt thể hiện rõ hơn khi test với son. Vì độ ẩm nhiều hơn nên ngay cả khi không có nước, hàng thật vẫn có thể làm phai đi vết son, còn hàng giả thì không. Nếu như bạn không kiểm tra bằng hai bước Dung vừa kể trên mà lấy dùng luôn thì khá là khó để nhận biết đó. Vì cả hàng thật và giả đều có độ tạo bọt như nhau, chất thì cũng kiểu trong trong nữa, rất khó nhận ra. Thế nên hãy để ý và kiểm tra thật kỹ nha. Vậy rốt cuộc phải mua sữa rửa mặt Simple thật mẫu mới ở đâu đây? Dễ lắm các bạn ơi, bạn có thể mua trực tiếp tại các siêu thị như là Guardian, Watson, trên các sàn thương mại điện tử như là Lazada, Mall, Shopee, hoặc trực tiếp tại các cửa hàng có thâm niên uy tín và có cam kết rõ ràng. Dung sẽ để link dưới phần mô tả, các bạn có thể kéo xuống và tham khảo thêm ha. Tuy là chưa thể so sánh trực tiếp được với mẫu bao bì mới, nhưng Dung hy vọng những đặc điểm vừa rồi có thể giúp các bạn nhận biết được các sản phẩm trên kệ mỹ phẩm của mình là thật hay giả. Đừng quên nhấn đăng ký kênh của Beauty Lover để xem thêm những video phân biệt thật giả khác nữa. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.